có cá gì vô trong, có thấy động đội cái giếng động này quá trời luôn, cái chế má ơi, chế bự bự lắm. Bà con gần 2 ký. Đi ra cả nhà. Con hồi nãy là hai con nhỏ nhất. Hai con nhỏ mình thả vô đây nha cả nhà. Có nuôi ốc ở đây nè, thả ốc bu vàng vô nè. Con đẻ trứng quá trời. Bà có chế đồng, có chế. Hello, xin chào tất cả. Chào mọi người và chào tất cả các bạn nha. Bữa nay mình tiếp tục đi thăm giếng mọi người. Mây bữa nay mưa quá trời ơi, bão. Rồi hơn một tuần nay, 2 tuần chưa đi thăm nữa mọi người. Nên bữa nay mình tiếp tục đi thăm giếng xem có dính được con cá gì không mọi người. Rồi mà mình mời cả nhà đi theo chân mình đi thăm giếng nha cả nhà. Biết bữa nay dinh được con cá gì không mọi người. Nên mình sẽ đi thăm sớm để lâu nó ngập nước chết đó mọi người. Rồi đi thôi mọi người ơi. Mọi người mình vô đây. Thăm giếng à. Ngập hết luôn mà. Được ngập quá trời luôn. Có cá gì vô trong. Có thấy động đội. Cái giếng động này quá trời luôn. Kìa quá. Trời ơi. Biết chính có cá gì bự lắm. Biết chính con gì á. Cá hoặc là lương vậy mọi người. Đây mùi chích quá trời mùi. Đây mọi người. Dạ lên. Thì nó động đầy dữ lắm. Cái chế quá ơi. Chế bự bự lắm. Thì nó thấy rong nó bao ba lươn. Ba con cái chế luôn. Vô mạnh này. Ba con cá mọi người. Ba con cá luôn. Toàn là cá chê mọi người. Chê lai. Ồ. Đụng cái. Dính. Hàng chi thì nó đục quá trời nè cả nhà, chơi bự bự con lắm, vô mắt à. Nay bữa nay mưa bão. Bà con gần 2 ký. Đi ra cả nhà. Con cọc bự lắm cả nhà ơi. Ừ mạnh ơi. Chiều cài thứ hai cả nhà.
con gì căng nè, con chuột hay con gì căng hết. Đây nè cả nhà, mình dưới cây nãy qua đây nè cả nhà, qua đây nó có chỗ này có lý tưởng hơn, kia đã lâu rồi nó không có dinh được cái gì hết, được con cá lóc. Đi thăm cái tiếp theo cả nhà. Còn hai cái nữa. Hai cái nữa, cái thứ ba là mấy lần trước dinh hoài. Giờ lần này không biết có dinh không. Hy vọng dinh được một hai con không được. Đây có dấu, có dấu người vô đây. Có thăm dưới mình. Hy vọng dinh được con nữa. Một hai con nữa không được. Ô lười, lười con gì căng, căng rách luôn, cua quá. Nè nè, rách một rõ cho bá lừa luôn. Không dính được con gì không nữa. Trời ơi. Không có cả nhà ơi. Như toàn ốc. Ốc bu giả quá. À, ốc bu đen. Ồ, mình thăm cái nữa xong. Thăm một cái nhớ. Không có vô gì luôn. Rồi cả nhà ơi, mình về thôi mọi người. Rồi cả nhà ơi, mình đi về thôi. Đây cả nhà ơi, con cái chế dính hồi nãy nè cả nhà. Đây là hồi nãy dính được 3 con cả nhà. Con này là con lương nhất nè. Cái chê này mới vô mấy ngày á chứ. Cái chê vô lâu nó bị chạy cái miệng nó hết à. Này còn khá là đẹp. Đây cả nhà. Quá trời ba lừa. À, hai con hồi nãy là hai con nhỏ nhất. Hai con nhỏ mình thả vô đây đi cả nhà. Đây mình thả vô chuồng chuồng chim. Đây nè cả nhà.
đó. Ừ, nó bơi kìa. Đó. Đó coi nha, đó. Hai con nhỏ hồi nào mình bỏ thả vô đây nè cả nhà. Vừa lần trước có một con nữa, con nhỏ nữa mà thả vô đây. Hai con nữa mà không biết ra, mất tiêu một con nhỏ xíu à. Còn con bự. Vừa hai con hồi nãy mọi người. Thả vô đây hết nè. Thả vô đây cho chỗ này nuôi chim ở trên nè cả nhà. Đây. Đây mình thả vô đây nè, mới xả từ nước ra đó, nó bơi quá trời kìa. Đó, thấy không anh nhỉ? Con cũng khá là bự á, không phải nhỏ lắm đâu, bằng cầm tay luôn rồi. Để thả rồi. Video mình tới đây xin tạm dừng nha cả nhà. Chúc cả nhà xem video thật vui vẻ nha. Nhà xem thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ nha cả nhà.